hôm nay mình có mướn xe mà cũng đắt. Mình muốn chở một xe vậy là 80 ngàn á các bạn. Một xe chở được hai khối đất. Chở xe có hơi mắc nhưng mà có cái lợi thế là mình chở nó được đi xa. Nếu như mình dùng máy để ủi thì mình ủi không có được đi xa. Nó chỉ ủi được vòng vòng nó thôi. Máy ủi thì nó rẻ hơn nhưng mà nó mất lợi thế là mình không có đủ ủi đất đi xa được. Tài xế lái GoPro là rất chuẩn luôn nha các bạn. Bạn thấy không? Rất là nhuyễn tay luôn. Lấy cái mặt đất rất là đều luôn. Đất mình đây thường năm là khi thu hoạch lúa nông xuân rồi là đốt gom bỏ hết các bạn ơi. Bây giờ mình cắt bằng máy thì vấn đề mà bán gom nó cũng rất khó nha các bạn. Thì cũng có người mua người không. Có người bán được, người bán không được. Mà họ mua thì cũng giá rất rẻ luôn các bạn ơi. Họ mua một công đất chỉ đó là gom như đây là một công đất gom là khoảng là công gom như là khoảng 20 ngàn. Chất rẻ. Thường là đa số là ở đây là đốt gom bỏ là nhiều luôn các bạn. Đốt gom cho trống nặng mình dễ cài, máy cài cho nó dễ. Đây thì đợi khoảng từ tháng 4 các bạn ơi, tháng 4 tháng 5 mới có xả được. Bởi vì ở đây thì đợi nước mưa không ạ, sử dụng nước mưa không có nước mưa xuống mới xả lúa được. Ở ngoài ruộng lúc này là gió dữ lắm các bạn, gió nó thổi quá trời mạnh luôn. Mình cầm điện thoại quay mà nghe tiếng gió quéo 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 luôn đó các bạn. Đó các bạn thấy người ta sẽ lấy chuẩn ghê không? Độ sâu xuống khoảng một tấc rưỡi này các bạn, lấy rất là chuẩn. Đây, tài xế có kinh nghiệm lâu năm rồi các bạn, bạn thấy không? Lấy rất là nhiều tay. Cái chỗ mình đổ đất là tốt cái đằng kia đó nha các bạn. Xe đang chạy lại đó các bạn.
chở lại tới đó họ đổ thành đống, rồi sau khi xong rồi cái họ mới chạy GoBe lại tới đó là họ ban ra luôn, họ ban ra phả cái chỗ đổ đất ra cho mình luôn nha các bạn, chứ không phải mà đổ đất gì là xong rồi các bạn. Đó các bạn thấy đống đất không, đống 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 nhóc ở trên đó. Sau khi mà mình mà lấy đất cho đủ á, đủ cái chỗ mình cần chở lại đó, là tài xế chạy GoBe lên đó phải ra ban đất cho bằng lại, vậy là mới xong nữa nha các bạn. Như vậy là mới gọi là mới lấy tiền được. Chở vừa vừa cuốc đất mà vừa chở luôn đó, phả luôn đó, là một ngày họ làm khoảng 100 xe đó các bạn, làm cũng khá nhiều á. Chở xong rồi ban ra luôn, một ngày khoảng 100 xe, mà một xe 80.000, như một ngày họ làm khoảng 8 triệu đó các bạn. Xe này không phải ở vùng mình đâu nha các bạn, xe cứu đất này không phải ở vùng mình, ở vùng khác lại các bạn. Các bạn thấy cái gào xúc đất không? Thì gan như các bạn ta sắt luôn các bạn. Vào đất lên kìa. Như một bàn tay người khổng lồ vậy. Vào đất lên rất là ngọn. Thời bữa này làm không có máy móc là làm không nổi luôn các bạn ơi. Bây giờ nhờ máy móc thay thế sức người nhiều lắm. Hồi xưa mà không có máy móc này làm sao mình chở đất đi xa được các bạn. Cũng nhờ kỹ thuật tiên tiến nên bây giờ máy móc thay thế sức lao động con người rất là nhiều, chứ bây giờ làm ruộng là hầu như là bốn người làm không có luôn các bạn, nếu mà không có máy móc là rồi là sẽ làm ruộng sẽ canh tác lúa không giờ mà trúng nổi.
sẽ thả nó xuống cũng rất khéo các bạn. Đó, má đầu nhóm bên lên và bắt đầu đổ, đổ xuống các bạn. Rất hay luôn các bạn ơi.